Tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long đã tổ chức họp báo chương trình Chia sẻ cùng Thầy Cô năm 2020. Tiếp nối thành công của những năm trước, năm 2020, chương trình Chia sẻ cùng Thầy Cô sẽ tuyên dương các giáo viên là người dân tộc thiểu số đang trực tiếp dạy ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Cá nhân được tuyên dương có thời gian tham gia công tác dạy học trực tiếp tối thiểu 3 năm, là người có đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật, có trình độ chuyên môn, khả năng truyền cảm hứng trong công tác dạy học, được phụ huynh, nhà trường và xã hội ghi nhận. Chương trình sẽ ưu tiên các thầy cô giáo là người dân tộc thiểu số có quy mô dân số dưới 10.000 người, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, có thời gian giảng dạy lâu năm, giáo viên trẻ tình nguyện lên vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn dạy học và có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác giáo dục. Chương trình Chia sẻ cùng Thầy Cô năm 2020 nhận hồ sơ xét tuyên dương từ ngày 13 tháng 8 đến hết ngày 13 tháng 10 năm 2020. Hồ sơ gửi về Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, số 64 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Dự kiến lễ tuyên dương của chương trình Chia sẻ cùng Thầy Cô được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội.